Nam Rừng Bonsai TV chào tất cả anh chị em yêu Lan và Nghiện Lan nhé. Quay một số những mặt hoa. Hello. Đây là nhà, vườn nhà anh Lan Rừng Bim Bim. Một số mặt hoa mùa xuân này, hoa lan nở cho anh em chiêm ngưỡng này. Đây hạc vĩ này. Dày dài lắm. Dài hơn mét một dây đấy. Ai mua cứ 500k một giò à? Thích sách giò nào sách? Chết, thích chết. Cứ 500 người cứ thích giò. Vườn nhà anh thì đã quay vài lần rồi. Như là này đang rất nhiều các loại hoa đầu xuân này. Đây là một giò gà đang nở rất đẹp. Hạc vĩ này. Vừa hoa vừa lụ. Thân khá dài. Ngắm hoa trong vườn nha như vào mê cung. Anh treo cái mật độ khá dày nên vào nó như là một cái môi trường tự nhiên đấy. Đấy, giò hạc vĩ rất nhiều thân, vừa hoa vừa lụ rất nhiều. Hạc vĩ này nó cũng có nhiều mặt hoa, có đằng thì họng vàng, đằng thì họng xanh ngọc. Đây là mặt hoa long tu này. Thường thường đến mùa này thì đa phần là các cây có cho hoa thì là rụng lá, vừa lên vào mầm gốc vừa cho hoa. Đây vẫn hạc vĩ ấy. Họng xanh nhạt rất đẹp. Còn rất nhiều lụ nhé, chắc vài ngày nữa thì hoa lại càng nhiều hơn này. Kim điệp. Hay là thủy tiên. Mùa này đã là phần hạc vĩ nở nhiều. Còn một số loại nữa cũng đang bắt đầu nở. Hay là long thu xuân. Phi điệp thì là cây nào sớm thì này có lụ. Đây. Giò long tu hoa rất đẹp, thơm. Còn khá nhiều lụ nhưng hôm nay nên quay sớm một tí. Nhiều lắm, cả trên cao cả dưới thấp nhiều lắm. Đấy. Và ông cụ lay mới đẹp này. Có 2 giây rồi mà hoa đã thế này, mà nó đến hàng chục giây thì nhìn cực kỳ đẹp luôn. Mùa này thì có một số dòng thân thòng thuộc dòng hoàng thảo đang ra hoa. Nói chung là đầu xuân này thì nó cũng nhiều loại hoa. Dòng công nghiệp cũng nhiều, mà hồng dòng thuần rừng hoặc là dòng rừng nguyên bản cũng vẫn còn có hoa. Đây có cây hồ điệp, gọi là lan công nghiệp đây, nhưng mà hoa của nó cực kỳ đẹp. Thực ra thì hoa thì hoa nào cũng đẹp, như những cái dòng hoa nó hiếm thì nó đắt thôi, chứ còn hoa thì mỗi một dòng hoa thì nó có một cái vẻ đẹp khác nhau.
Đây anh có một cái giò hạc vĩ làm giá thẻ ngang, rất nhiều dây và hoa. Dịp này những dòng thân thòng, rất nhiều dòng đang cho hoa. Đây vẫn là đùi gà nhé. Đây còn sót lại một giò đùi gà và hoa chưa tàn. Đã lâu lắm này. Dòng họng đen. Còn đây là giò phi điệp Pháp này. Hoa màu hồng. Dòng đùi gà này thì là dòng thân cứng. Đây là kèn này. Anh cũng có hai giò kèn cũng đang cho hoa. Nói chung là làm mới chơi thì bao giờ những cái nhìn giò nó vẫn còn lèo tèo, chứ vài năm mà nó thuần đấy, nó nhiều dây ấy, thì hoa của nó rất chi là đẹp. Nhìn những cái giò to rất chi là đã mắt. Nó lên đến mấy chục dây thì nhìn thích mắt luôn. Đấy, một dây mà nó như thế này, mà nếu mà nó vài chục dây thì anh em tưởng tượng xem. Tuy thân nó khẳng khiu, nhiều những thân không còn lá nhưng mà nó lại sức ra hoa của nó rất là ghê gớm. Cây dòng lan này nó rất chi là khỏe. Nó có thể chịu hạn là rất chi là nhiều ngày. Như có nghĩa là bỏ mãi thì nó ở môi trường không tốt thì nó không tồn tại, nhưng còn ở môi trường tốt tự nhiên như trong rừng thì nó vẫn cứ tồn tại và phát triển rất chi khỏe. Thôi làm cái video thế, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.